Rồi xin chào các anh chị ha. Video này dành cho những anh chị mà chuyên về rửa xe chuyên nghiệp ha, hoặc là những người hộ gia đình mà có điều kiện cần một con rửa xe mạnh đầu rời thì phải xem video này, xem cho hết nè, mạnh máy bao mạnh luôn. Đây là một cái mẫu mới hoàn toàn trên thị trường, Deptong mới về 2021 này luôn, mới vừa tung ra luôn. Đây thì là một cái mẫu cho mấy anh chị coi về cái model. Con này là DKHPW 2500. Không, con này DKHPW 2500, điện 220 ha. À, công suất của nó là 2500W và tốc độ của motor á là 2800 vòng phút. Con này nó áp lực của nó từ 30 cho tới 153, tức là mình có thể điều chỉnh được. Và cái lưu lượng của nó là 15 lít trên 1 phút. Ở lưu lượng lớn, bảo hành là bảo hành 6 tháng của Deptong. À, mẫu này là mẫu có thể nói là nguyên đai nguyên kiện. Một cái thùng vậy mấy anh chị ha. Một cái thùng như vậy nó nặng về là nó nặng 34 kg. Đó, nguyên con máy này, nguyên cái thùng này hơi nặng nên nó có bánh xe. Đây thì mấy anh chị mình khi nhiên khui ra là mấy anh chị mình thấy là nó có cây súng nè. Súng nó là súng áp lực cao ha, có một cái cần nối vô đây. Đó, mình thích thì mình nói ngắn, còn mình không thích nữa mình nói dài, hoặc mình có thể nói hai cần lại với nhau ha. Được hết. Rồi dây của nó tặng kèm theo là dây lớn, dây ống lớn, dây 4 lớp. À, dây bố là dây của nó 15m. Rồi nó có cho mình một cái dây là dây hút, dây hút nước, nó có lò xo chống gãy luôn nè, chống gãy dây á ha. Bên trong nó có lò xo do con này lực hút nó rất là lớn. Rồi nó có cho mình một cái bình bột tiết 1 lít là bình chuyên nghiệp, bình lớn ha, bình bột tiết. Nó có cho mình là cái lược gác á mấy anh chị nha, cái lược gác là lược gác hai lớp luôn, lớp đầu lớp sau là lược gác hai lớp, lược gác lớn ha, mình gắn cái đầu vô ha. Rồi thêm nữa là nó có cho mình một cái bát để mình bắt lên, mình treo dây treo súng ha. Rồi trong này là có những cái cổ dê của nó, đặc biệt ở đây mấy anh chị mình thấy nó có một cái con ốc đỏ đỏ này nè. Đó, con ốc đỏ đỏ này khi mấy anh chị mình mua về là mấy anh chị mình phải nhớ khi trước khi chúng ta sử dụng là mấy anh chị phải mở con ốc chỗ này ra để thay cái này vô cho nó thông hơi. Cái này là cái điểm đặc biệt mình phải nhớ chỗ này nha. Rồi cho mấy anh chị mình coi hết cái máy này nó đẹp làm sao ha. Thì mấy anh chị mình giống như cái này thì chúng ta phải để lên như thế này, bắt hai ốc hai bên ha. Đó, có trong kia nó có hai con ốc đó, nó vậy nè, bắt hai ốc hai bên, mấy anh chị mình đẩy đi để nó có bánh xe nè ha, đẩy đi. Rồi nói về cái đầu này thì mấy anh chị mình thấy là đồng hồ ha, đồng hồ nó là đồng hồ thủy lực ha, đồng hồ áp nó có dầu bên trong. Rồi ở đây nó có cái đầu của nó là đầu đồng, mấy anh chị mình thấy nguyên cái đầu đồng này nó đẹp không? Đó này nó đầu gời, motor ở trong nó đẩy ra cái đầu gời con này, đó, đầu như thế này. Đó, đây là đường hút và đây là đường ga, nó có gờ le khi chúng ta buông súng là mấy anh chị khi buông súng là tự động là nó ngắt. Ha, cái đầu này khoái nhất, cái đầu này là đầu lớn, HPW 2500 là cái đầu chà bá luôn. Nó lớn hơn những cái đầu của thằng kia luôn ha. Rồi ở đây nó để là 153 nè, công nghệ là của Đức. Mấy anh chị thấy ở đây nó ghi rất là rõ là công nghệ Germany, nhưng mà con này đang lắp ráp là Made in China. Trên máy nó có ghi rất là rõ Made in China ha. Motor dây đồng 100%. Cho mấy anh chị coi cái nội thất bên dưới là bên trong nè, motor của nó chà bá nè. Đó, mấy anh chị thấy ở bên trong cái motor nó chà bá luôn. Đúng không? Motor là motor vỏ nhôm, nhưng mà máy dây là dây quấn là dây đồng. Rồi bên dưới mình coi luôn. Đó, bên dưới mình coi với dạng khung của nó dày dặn. Thấy chưa? Chủ yếu là hôm nay ba con máy mới về, nhưng mà nhưng test con này, còn những con kia nhưng test rồi nhưng có giới thiệu cho mấy anh chị lại sao ha. Đây nó có hai cái bát giống là im cao su. Đó, cao su, còn nguyên cái máy này là coi như là mấy anh chị thấy khung bảo vệ đồ rất là ok. Và nhưng test á, nhưng sẽ test cho mấy anh chị cái dây này, nhưng sẽ nối lại. Cái này khả năng của nó đó, nó xài 60-70m, 100m vẫn được bình thường. Bây giờ như sẽ test cho mấy anh chị ba cái đoạn dây nối lại, đúng không? Ba đoạn dây nối lại là nó là 45m. Test cho mấy anh chị coi sức áp của nó. Rồi cái con này giá báo luôn ha, có nhiều anh chị coi video coi chưa hết hỏi giá nhiều nhiên ơi. Bây giờ nhưng báo giá cho mấy anh chị cái con HPW 2500 này với cái giá của nó là 5.900.000. 5.900.000 thì mấy anh chị có nguyên một cái thùng 34 kg, khui ra là nó như vậy ha. Một cuộn dây nha, cuộn này của bên này đó. Rồi con máy mình coi rõ rồi ha. Rồi CB của nó ở phía sau nè mấy anh chị, đây CB của nó ở phía sau cho mấy anh chị coi cái CB đây nè ha. CB đó, nó xài bằng CB bự lớn, dây điện nè. Đó, dây điện của nó cho theo chừng cỡ 2m 2m rưỡi ha. Rồi dây ở đây CB nó đưa xuống máy đó, về cái đít, cái phần đít nó cánh quạt ở phía sau đó cho mấy anh chị coi rõ ràng hết ha. Khung sắt chắc chắn đàng hoàng
Đó, rồi 5.900.000. Ở trên này nó có bốn cái đầu bét. Cái đầu bét không độ là bét phun thẳng, phun xè vừa vừa 15 độ, phun xè kế tiếp là 25 độ. Những cái đầu nó nhét vô thế này. Đó, rất là đơn giản, dễ thay lắm. Rồi phun xè lớn nhất là 40 độ, bốn loại đầu bét ha, giá 5.900.000. Rồi cho mấy anh chị mình coi cái con này là như bán cháy hàng, bán rất nhiều, chút xíu thử sao ha. Đây con này là con HB Đúp 2350. Con này là ai cũng thích. Con này hình như là thợ rửa xe, thợ nào cũng khoái con này. Do độ bền, gia đình người ta xài con này cũng nhiều. Do là người ta thích, là thích gì mấy anh chị? Cái đầu gời. Đó, cái motor ở đây, cái đầu gời ở đây. Nhưng mà nó có khung sắt bảo vệ, nên là người ta thích cái mẫu này, rất thích. Còn cái mẫu lớn này có thể là nhiều người xài chuyên nghiệp, xài nhiều thì người ta sẽ mua cái mẫu lớn. Tại càng lớn nó càng mạnh ha, nước tiêu thụ nó sẽ lớn hơn. Giống như con này, HB Đúp 2350, thì cái công suất của con này là 2350W luôn ha. Tốc độ motor cũng 2008, nhưng mà lực của con này là 30 cho tới 133 thôi. Ha, con kia 150, con này 130. Còn cái nước tiêu thụ này là 14 lít, tức là ít hơn kia 1 lít ha. Đó, thì cái con kia nặng nguyên thùng là 34kg, còn cái con này nó nặng nguyên thùng là 22kg mấy anh chị ha. Đầu của nó cũng đầu gờ như thế này. Đó, nó đơn giản hơn. Có túi, có đồ sách ở đây, đầu nguyên cái đầu đồng. Nhưng mà mấy anh chị thấy cái đầu này nó nhỏ hơn đầu kia, thấy rõ ràng không? Đó, nguyên cái đầu đồng đó. Rồi nó cũng có bốn bét, công nghệ của Đức, Germany Technology, nhưng mà sản xuất Trung Quốc, bảo hành 6 tháng luôn. Đó, nó có chỉnh áp, con nào nó cũng có cái nút chỉnh áp hết trơn ha. Con nào nó cũng chỉnh áp hết trơn á. Đó, rồi đây nè, cái nào nó cũng theo súng là súng của đế tòng hết, súng xịn của nó luôn. Rồi nó có cần và nối dài, con này nó cũng y như con kia thôi, nó cũng có là dây 15m, rồi cần nối dài, cần nối ngắn, rồi cái bình bọt tiếp 1 lít, cái nào cũng có như vậy ha. Đó, rồi tiếp nữa là cái con ở bên này, cái con bên này á, thì nó nguyên thùng của nó đó, nó gời như thế này. Con này HB Đúp 2003, tức là 2300W ha. Nhưng mà cái thùng của con này á, là nó không có cái khung, con máy này không có khung. Nguyên thùng của con này nó chỉ nặng là 19kg thôi mấy anh chị ha, nặng 19kg. Cái đầu nó như thế này, đầu gời, tất cả ban này là dòng đầu gời. Trước khi xài nhớ phải thay cái nút này nha mấy anh chị, chỗ này nhắc rất nhiều lần, tại mình không thay á, nó bị giống như là nó bị nén khí lại á, không, nó bị nén áp lực lại không có được, tại có cái nút thông khí ở đây mới được nha. Rồi con này nó cũng tặng y chang vậy, nó cũng có đầy đủ, nhưng mà những con này á là cái lượt gác của nó nhỏ nha mấy anh chị, nó không có được như con 2500. Con 2500 cái lượt nó chà bá luôn. Còn cái này, và cái này á, nó có hai đầu bét thôi, 0 độ và 15 độ. Thằng này thì 4 đầu bét và thằng này cũng 4 đầu bét ha. Nhưng mà cái con này giá nó là 3.900.000. Con này giá nó là 4.2 mấy anh chị ơi. Con này hồi trước á là 3.900.000 ha. Nhưng mà bây giờ nó lại là 4.2. Còn cái con này bây giờ nó là 4.500.000 ha. Con này 5.900.000. Đó, ba giá. Quan trọng là mình thích cái mẫu nào ha. Nhưng mà như khẳng định mấy anh chị, con này là nhiều người xài nhất. Do là con 2350 này nó vừa phải cho hộ gia đình, rửa xe gia đình, hoặc là rửa xe, nhiều người rửa xe ngày 100 mấy chục chiếc cũng rửa con này luôn. Đó, rồi gia đình mà mình có điều kiện mình mua con này cho nó đã, đầu gời cho nó bền, cũng mua con này luôn. Đầu gời nó chạy im hơn ha. Cái sức nén của nó không có kêu giống như là những con mà nó xài bi dĩa, nó kêu hơn con này. Con này nó im hơn. Và bây giờ những test ba con máy cho mấy anh chị coi luôn nha. Đấy, đẹp. Ok mấy anh chị nha. Bây giờ nè, cái máy này mình bắt vô, ở đây là dây hút ha, xiết cổ dê chỗ này. Ở đây là đầu ga. Ở đây là Nhiên sẽ bắt thử cho mấy anh chị xem ba cuộn dây, tức là 45m, đây một cuộn nối qua đầu nè. Cuộn 15m, đây một cuộn nữa nối qua ở đầu đây. Rồi, đây là một cuộn dài. Đó, đây là cuộn dài, thì là đây là cái đầu hút của nó ha, nó có cái lượt lớn như thế này, mấy anh chị bỏ vô cái lượt. Rồi cái này á, súng nó ngắn thì mình muốn nói vô mình gắn đần, cần ngắn thì nói cần ngắn, muốn nói cần dài thì gắn vô cần dài, nó dài ra thế này ha, dặn vô. Còn mình không thích thì mình tháo ra, mình xài cái đầu bi trên này thôi cho nó ngắn, thấy không? Thích ngắn có ngắn, muốn dài có dài. Rồi cái này mình lấy cái đầu bét này là đầu bét thẳng. Đây, cái này nó rất là đơn giản mấy anh chị, đèn này xuống nhét này vô luôn, cả bình bọt tiết cũng vậy ha, bình bọt tiết mình nhét vô cũng đơn giản vậy thôi, thích thay gì thay. Đây là có sự chứng kiến của báo quan văn võ hai họ, đại ca Bình Thạnh. Rồi, ok, đây là Nhiên sẽ. Mấy anh chị nhớ nha, bật công tắc lên giùm anh, bật công tắc. Mấy anh chị nhớ, khi chúng ta bật công tắc, nó chạy, các anh chị phải nhấn súng, nó mới hút.
thấy không, nhấn xuống đây nè, rồi nó hút lên nè, thấy không, đó nó áp lực lên. Nhớ nha, khi nước trong thùng mình phải nhấn súng nha, nước trong thùng mấy anh chị phải nhấn súng, tại này dây nó dài, đợi nó áp lực lên 45 mét dây này thì nó hơi lâu hơn, thấy không, đấy, rồi thấy chưa, bao mạnh. Anh chị thấy cái lượng nước, hết nước, châm nước để rồi. Đó, mấy anh chị thấy, nghe không? Nghe cái lưu lượng nước của nó. Thấy chưa? Nhìn thêm hai cái bét cho mấy anh chị coi nè. Đây nè, hai cái bét, những cái bét này cho mấy anh chị xem là nó phun xòe hay phun gươm. Đó, mình bung cái này ra, nhét ra. Cái đầu này là 0 độ, cái đầu này 15 độ. Mấy anh chị thấy cái đó, nó sẽ xòe hơn nè. Thấy chưa? Thấy nó xòe không? Mà nó mạnh thấy không? Không, rất mạnh, xịt là nó dội cái tay mình xuống luôn. Anh chị thấy nè. Đó. Đó. Rồi, mình sẽ thay những cái đầu bét. Giờ bét này là bét 40 độ, bét phun nhiều. Đó. Đó, anh chị thấy nè. Thấy chưa? Tức là mấy anh chị mình sẽ xem khi áp lực 40 mấy mét vẫn lên. Đây mấy anh chị thấy nè. Đây nó lên thấy ghê không? Tức là con máy này khi mà nó nói là có 150 ba thôi đúng không, nhưng mà anh chị thấy ở đây nó lên 200 nè. Đó, đây khi mà anh chị thấy nó lên nè, đó lên gần 200, áp lực nó lên tới 200 luôn, gần 200 luôn, thấy ghê không, tức là áp lực mạnh mình giảm xuống đó, mình không thích áp quá mạnh mình giảm xuống, châm nước lại ơi, nước nó rút dữ lắm nha mấy anh chị. Đó, xài những con này là rửa xe chuyên nghiệp nên nước nó rút rất lẹ ha. Rồi bây giờ nhưng sẽ lấy bình bột tiết thử cho mấy anh chị mình coi luôn. Quá ngon luôn ha. Đó, tại vì cái dây này nó dài tới 45 mét lận. Đó. Quá đã luôn. Video em quay ngoài nắng nha mấy anh chị nên là cực lắm. Mấy anh chị mua ủng hộ nha. Rồi, rửa lại ha. Rửa lại nè mấy anh chị thấy không? Bao sạch. Mấy anh chị cầm cái này nó dội tay lại, tức là áp dữ lắm luôn. Ê, xịt cái này nó rung kinh vàng áo nè. Ê, mấy anh chị thấy không? Nó rung kinh cái đít xe luôn nè, thấy không? Đó. Không, xịt cái này là bao luôn á, mấy anh chị, xịt mạnh mẽ. Không, dán này mà nó bung dán ba cái, ba dán kiểu này nó bung. Ok á, thấy không? Nếu anh chị xài mấy này là áp lực mạnh dữ lắm, được không? Rửa đồ đó, mấy này rửa sàn đồ ha, bao ngon luôn á. Đó, rửa mấy cái đồ này, dơ đồ. Quá dữ. Quá đã. Các anh chị thấy không? Dây tới 45 mét lận nhưng mà áp lên gần 20. Không. Áp lên gần 20 kg luôn, 20 MPa luôn, quá dữ luôn. Đó, bình thường nó là 153 thôi. Nhưng mà nó lên tới, mấy anh chị thấy là đồng hồ nó lên tới như vậy luôn. Mình không thích thì mình chỉnh áp xuống. Đó, có 4 cái đầu bét lận, giá 5,9 triệu. Đó, con này là nhìn nhận thấy là dành cho những người mà rửa nhiều. Mức độ rửa nhiều thì quý anh chị mình xài con HPDUP 2500. Còn mức độ mình rửa vừa phải, mình có thể mình xài cái con HPDUP 2350. Còn mà thấp hơn thì chúng ta xài cái con HPDUP 2003. Thì mấy con kia là những test rồi, con này nhưng bán số lượng rất là nhiều. Ai cũng đam mê con này do mức độ nó vừa phải. Xài trong nhà hay là xài rửa xe đồ cho khách hàng, ngày vài chục chiếc thì mình mua con này. Ngày trăm mấy chục chiếc thì mình mua lên con này luôn. Thấy không? Những cái con này lúc trước là những bán những cái mẫu của thằng Zman á, là một ngày anh bên quận 7 anh rửa 100 mấy chục chiếc là nó còn thua con này. Nhưng mà con này nó ra thì mấy anh chị rửa thoải mái ha, cái đầu chà bá lửa. Đó, khi xài chúng ta nhớ cái chỗ này, thay cái nút nha, khi xài là phải thay. Đó, nó có đầy đủ như vậy. Nhắc lại giá 5,9 triệu, 4,5 triệu và 4,2 triệu ha. Con nào cũng có giá nó, 4,2 triệu là 2,3, 2,350 là 4,9 triệu, 5,2 triệu. Ủa lộn rồi, sai rồi, 4,5 triệu mấy anh chị. Thấy không, kia 4,2 triệu, này 4,5 triệu, con này 5,9 triệu. Đó, ba con, nếu quý anh chị mình có nhu cầu
về sản phẩm này thì mấy anh chị liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất cũng như những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn ha. Và bây giờ những xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Quý anh chị mình có ý kiến như thế nào comment bên dưới giúp Hồng Nhiên cái cho nó vui ha. Và bây giờ xin bye bye.